góc của mèo thì tôi cũng có mở ra một bài viết để cho các ông hỏi. Thì thật ra cái này mừng là chăm sóc cái kênh của tôi ấy. Nhưng mà cái kênh này cũng thật ra được 200 sub lâu rồi. Các ông có thể thấy là từ 13 tháng 2 đây. Gần 200 sub. Thì tôi sẽ trả lời trang cá nhân trước bởi vì là chắn của nợ. Rồi, câu hỏi đầu tiên của Antares Alpha. Sao không nói tiếng Việt? Hay đọc từ gì? Bở. Thì thứ nhất là tôi tính đăng lên kênh YouTube luôn. Nhưng mà thấy toàn người Việt Nam coi nên tôi chả đăng nữa. Nên thôi nói tiếng gì? Câu hỏi của anh Nguyễn. Idol YouTuber. Làm nghĩa không phải idol. Cần nhiều sắp hơn cả tôi. Khen của đại tỷ Vương Kim Huyền. Khen hay kho diêu hoàng hảo chua cay. Gọi gì gọi, đừng gọi tôi bắt cóc được rồi. 200 sub thì sâu cô hay sâu mặt? Tính sâu mặt đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây là các ông hiểu cam hư mẹ rồi. Thì tại sao ai hỏi tổ chức đáng lẽ cái bài này là tôi trả lời lâu lắm rồi này, nhưng mà cái tuần mà tôi được gần 200 sub á là cái góc của mèo nó lại không cho duyệt bài autofix. Nếu như mà nó cho duyệt sớm thì tôi có rồi, nhưng mà giờ mới có. Khi nào cần đủ 100 sub tôi xô mặt ông à Hiếu TV này đúng không? Dạ em xin lỗi thầy. He he. Chào chú, xin nghỉ làm YouTube. Chả biết, cái kênh của tôi cũng lâu rồi, 3 năm, làm từ năm 20. Giờ được 3 năm hơn rồi đấy, và được có đang trong năm thứ ba đấy, và được có hơn 200 sub tí. Vậy là quá chậm luôn, không kinh nghiệm. Cảm ơn ông Đức Vũ. Bro, bro, ông tên gì? Tôi tên Vũ. Nguyễn Lê Anh Vũ, bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi lớp 9, sống ở đời Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước. Rồi sao ông lại chọn ba đầu cá không phải game khác? Tôi chơi nhiều game khác chứ. Arknight nữa này, nè, tôi chơi game Arknight nữa. Rồi dạo này còn chơi Clash Royale với lại Angry Birds Epic. Tôi chơi nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu là Battle Cat với Arknight thôi. Ghê, Vũ lớn rồi. Làm như mày không lớn. Ghê làm YouTube luôn, ok. Gắn dữ. Đi mẹ mày. Rồi, cái này là cái thứ hai. Đây, 200 sub. Cái trước chết lắm luôn đó thề. Idol YouTuber 200 sub. How to get a 5 star sub with 7 tickets and 13 what? Hả? Mày rồi webcam quên. Khi nào cam hết thử. Kệ mày. Chúc mừng ông, đủ cần 100 rồi thì tôi xô mặt. Ok ông. Anh em cảm ơn chị nhá. Khi nào tôi sửa được cam. Tôi không on Discord nhiều, không có nhiều thời gian nữa không hiểu, chủ yếu on Facebook với Zalo thôi. Thời gian lại tôi không on Discord nhiều. Bao giờ idol sâu ạc, sâu cốt ạc. Nè, sâu rồi, nhưng mà không phải cái cốt góc trên cùng bên trái đâu nhá. Cái góc cái cốt mà tôi đã từng sâu cho ông Hiếu thôi. Vậy trong chưa muốn đổi học. Face reveal khi nào sửa được cam. Voice reveal đang review đây. Nhất hay cho bồn cầu vệ sinh và đi ỉa đi. Mới đi ỉa xong. Có cái lồn địt mẹ. Sâu mặt không sâu được, cam hư. Góc của mèo đâu ấy nhỉ? Thôi vô góc của mèo trả lời đi, chứ giờ tôi không trả lời đây xong rồi. Thế, ông đây đúng không? Đây đúng rồi. Má mới lúc đó thôi mà 48 bình luận rồi. Khiếp. Mẹ bố. Mấy ông hỏi lắm thế nhỉ. Mày có cao được không? Tao giờ bán được 1 tỷ gói mẹ. Trả lời nhanh. Khi nào tôi được học sinh giỏi?
Tao không vào địa ngục thì ai vào? Tôi. Thành phố nào vừa đi đã mỏi? Không biết. Cái câu hỏi của thực thể Party Goers này khá đặc biệt, bởi vì tôi bay tận 36 cái arc rồi nên không biết ông hỏi arc nào. Thì ông hỏi arc xịn nhất là arc hiện tại. Và đầu tiên là gì? Nhớ xem này. Chắc là 1 phần 2 drama thì phải. Cổ ác đó nhá. Mà đặt boss đầu tiên thắng là gì? Không nhớ. Chắc là floor 30. Đi với chúng đầu tiên là con gì? Không nhớ luôn. Mạnh nhất là con nào? Không biết nốt. Bởi vì con nào tôi thấy cũng ngang ngang nhau hết. Chả ấn tượng lắm. Hay hỏi Tuna, tên thật Nguyễn Lê Anh Vũ, còn boss nào dễ nhất? Doremi. What the dog doing? Không biết. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Trả lời tôi. Bao nhiêu tuổi? Tôi lớp 9. Khi nào ta mới Legend Rare hả? Cái này là cái gì? Tôi mới học chắc xít xong. Ông chả biết chắc đúng không? Kiểu như nó có hai cái cột đấy. Nói chung là may thôi, ông vào trúng cái ô đấy thì ông trúng. Ông chả biết. Khi nào có người yêu? Khi nào tú chia tay người yêu? Sao chưa đầu thú? Tôi cũng chả biết nữa. Tôi không phải Red Hat đâu. Sườn xào chua ngọt. Khi nào thì thời gian sẽ trả lời? Là sao không hiểu? Đang trả lời nè, đúng không? Có vừa rất chưa? Có rồi. Tưởng New Enemy không á? Nhìn mặt như bé. Ừ đúng rồi, nó là gấu. Là con chó. Nhiêu tuổi? Và chơi gầy không? Tôi lớp 9. Và không. Tiền nào của tôi bay đâu hết rồi. Nó có hai trường hợp. Ba đi. Thì bây giờ nếu như ông nạp thẳng vào game luôn á thì nó sẽ đối vô nốt. Nếu như ông nạp cho ông Hiếu, Hiếu gì nhớ thôi, Trương Hiếu, Hiếu thì phải. Ừ. Thì nó sẽ vào túi của ông, bởi vì ông xài tool, ông hiểu không? Xài tool chứ không có thực sự làm việc cho vô nốt hay là gì đâu. Và nếu như ông nạp ở Việt Nam B Community thì cũng vào túi người đấy thôi. Nói chung là nạp ai thì vô túi người đấy, thế thôi. Fury hay Phốc? Tôi không phải là Fury. Tôi chỉ thích Trainer, bởi vì nó cute. Cả hai nhá. Tôi không thích cáo cho lắm. Chắc vậy. Nhìn con mèo cáo gì cute vậy? Nó cứ hướng dẫn vẽ không. Không. Và nó không phải là con mèo hay con cáo. Nó là con gấu và con chó. Thật ra tôi cũng tính vẽ Reinhardt đấy. Nhưng mà vẽ xấu quá nên nó vậy. Tài năng không còn, bạn cũng không còn sấy được nữa rồi. Đi ỉa không, mày ỉa xong, ông có yêu tôi không? Tình cảm anh em thì có. Under the Fox say. Không biết, sẽ gầy không? Tôi cũng muốn sẽ gầy lắm, bởi vì tôi khá là béo. Thấy gì không, em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? Dâm. Mà tôi thích. Avatar là gì? Là con tôi vẽ. Yêu hay không yêu, yêu hay không yêu, nói một lời. Không. Là nam hay nữ? Tôi là nữ. Làm sao để giết một đứa mình ghét? Giết à? Chưa trải nghiệm sáng tạo cái này bây giờ. Không biết. Xin lỗi. Giật hộ. Anh à, anh có biết khi em biết anh muốn rời xa em đã rất buồn, đã khóc rất nhiều. Anh không ngốc, ngủ ngủ cũng không yên à, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cuộc sống của em giờ như bất ổn. Anh không, anh có biết em y chịu xài não tốn ra tôi chơi contract 6 còn hơn chưa written hồi 18. Khi nào collab EV comeback? Không biết, bởi vì hết phim rồi và cũng có thể không bao giờ quay lại. Làm sao unit em vào unit 13 ôm? Để tôi xem. Em vào unit 13. Ôm á? Thì cứ tới vào cho nó ôm phát chết luôn chứ sao. Tôi dụng Nevada nào? Việt Nam. Ông có xú không? Hơi. Động lực nào cho ông tiếp tục Live Dead Team và thành viên ấn tượng nhất của ông trong góc của mèo và ai? Trả lời câu trên trước nhé. Chào Nguyễn Đồng, khá là tôn trọng.
động lực tôi like dead chim ạ. Thật ra khi nào tôi rảnh thì tôi like thôi chứ không phải động lực đâu, like cho vui chứ động lực gì. Thành viên ông ấn tượng nhất trong góc của mèo là ai? Chắc là Quang Beta. Antares Alpha rồi nè. Rồi, Peace Common Cat hỏi: Normal đầu tiên cộng 80 là ai? Basic Cat Rare cộng 80 đầu tiên là ai? Hoặc level cộng cao nhất. Tôi nói thật thì tôi cũng chả nhớ con nào cộng cao nhất nữa. Chắc là gì nhỉ? Cat Lay hả? Pirate Cat á, 50 cộng 35 rồi. Cộng cao Super Rare đầu tiên không biết. Và đó là Sushi Cat 50 cộng 22. Uber có cộng cao nhất. Yukimura Sanada cộng 2. Ông có waifu không? Tôi có. Battle Cat thì Strike Unit Ray. Còn Arcanine là Sideroca. Khá là vui. Nhìn phát thích luôn. Sideroca. Ông họp sủi ở đâu? Chỉ tôi. Mô tả của Reyna. Thứ nhất tôi không phải Reyna nhé. Tôi chỉ vẽ Reyna cho vui thôi. Chứ tôi không bao giờ roleplay là Reyna đâu. Học sủi thì ông biết đó, có thể giơ tay lên khấn trời tổ tông ông bà gì đó rồi may ra nó ra được cái biết. Ông ở đâu, bao nhiêu tuổi? Tôi ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước, và năm nay tôi lớp 9. Cái tên nghe quen thế nhỉ, cái tên nghe quen lắm nhá. Vũ Trần. Nhưng đâu như ông để avatar là Gamma Toto mà đúng không? Chắc tôi nhầm rồi. Eo bài biết bài và ông respect nhất chắc là Eo bài nhá, thì tôi nghĩ sẽ là Quang Beta. Biết bài và New bài thì chả biết, tôi cũng thấy ai cũng như nhau. Chắc là mấy người bạn của tôi hồi xưa cũng Long nè, Long Lê nè, hai người như nhau. Đăng Hoàng, Minh Phúc, Văn Lâm, Vinh Giao, Sensei, Thành Lâm, nói chung nhiều người lắm. Đối với tôi đấy, một thời hoàng kim của tôi, ông hiểu không? Sếp này, ai cản bước được MyGaming? Akira. Hơ ô ở chú. Tôi lớp 9, ông chọn Nhật Bản hay là Viking? Nhật Bản đi. Khi nào sâu mặt, khi nào tôi có cam, khi nào cam được sữa. Tôi không chơi Rise of Kingdom. Cái này thì ok, để tôi chỉ cho. Tôi có bật con cáo. Bây giờ thế này nhá. Giờ tôi cũng chả sợ gì đâu. Bây giờ thế này đi. Thế nào nhỉ? Giờ tưởng tượng đi nhá. Bây giờ ông có hai thiết bị đi, hai thiết bị run thế nhỉ. Giờ ông có hai thiết bị đi đúng không? Đây điện thoại A, B. Đây điện thoại A. Đây điện thoại B. Bây giờ trong trường hợp này thì ông muốn điện thoại chuột đâu nhỉ, nhìn khó vãi cứt. Ông muốn điện thoại cái ặc ở điện thoại A sang điện thoại B á, thì ông vô game nó sẽ có một phần là start. Má, khó nhìn. Một phần là ở dưới vô game á, đầu menu nó có start và setting. Start và setting đây. Thì ông bấm vào cái phần data transfer cho tôi và bấm vào cái hàng đầu tiên thì nó sẽ cho ông hai dòng, thì dòng trên sẽ dành cho dòng dưới, và dòng trên có chữ và số và dòng dưới chỉ có số thôi, bốn số nếu như tôi không nhầm. Thì sau đó ông sẽ vô thiết bị này, ông bấm vô setting tiếp, rồi ông vào cái phần data transfer tiếp, rồi ông bấm vào cái hộp ở dưới, rồi ông nhập code rồi vô chơi thôi, khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà nên lưu ý là khi ông chuyển ạc A sang ạc B ấy, đâu, thiết bị A sang thiết bị B ấy, thì cái thiết bị cái ắc của thiết bị B sẽ biến mất, bởi vì ắc của thiết bị A để chồng lên cái đấy rồi, ông khi chuyển lại cũng chả thấy đâu, nên là chúc ông may mắn. Có thể cản bước được MyGaming này không? Không. Đấm nhau đề. Không biết. Mèo cáo là nam hay nữ? Nó thật con của tôi. Nên con tôi vẽ chắc là nam gì nhỉ. Đó. Thì mấy ông hỏi nhiêu đấy đấy. Cảm ơn vì nghe.
nghe được cái thằng cụ lồn này ngồi xạo lồn suốt cả 15 phút đồng hồ như thế này. Cảm ơn đã xem và tạm biệt, tôi đi ngủ trưa đây.